Ok, chào anh em nhé. Thì hôm nay sắp tới mình sẽ vừa mới làm cái bảng ha. Thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cách chúng ta những cái kiến thức cơ bản ha, về các cái khí cụ điện. Tại vì những cái kiến thức ấy mình đã chia sẻ cho anh em trên cái máy tính bằng những cái vẽ mặt đồ rồi ha. Thì đợt này mình sẽ áp dụng những cái kiến thức mà mình đã chia sẻ vào những cái thực hành này ha. Thì để chúng ta vận dụng những cái mạch, những cái thiết, những cái khí cụ điện để chúng ta ghép nối với nhau để chúng ta thể tạo ra những cái mạch điện, để tạo ra những cái mạch điện, những cái tụ điện. Chưa phải là chúng ta tạo ra tụ để chúng ta kinh doanh, chúng ta bán, mà chúng ta sẽ tạo ra những cái mạch đơn giản hoặc là một cái mạch nào đấy để phục vụ vào cái cuộc sống và cái công việc của chúng ta trước mắt là vậy ha. Thì sau đó chúng ta sẽ từ những cái ý tưởng mạch này thì chúng ta sẽ phát triển lên, thì chúng ta suy nghĩ ra được những cái mạch gì, chúng ta giải quyết những vấn đề gì, chúng ta làm được những cái tủ điện gì đấy thì chúng ta sẽ bán những cái sản phẩm của chúng ta ha. Đấy, đó là những cái công việc giống như mình đang làm đây ha. Thì nó sẽ có những cái, chúng ta sẽ bắt đầu từ những cái cơ bản ha. Thì đối với có nhiều anh em khi chúng ta bắt đầu chúng ta muốn làm được một cái mạch điện hoặc là chúng ta muốn đấu một cái thiết bị đấy ha, thì cái điều quan trọng của chúng ta là chúng ta phải nắm được cái, hiểu được cái khí cụ điện ha, và những cái nguyên lý của cái mạch điện. Đấy là những cái cơ bản nhất. Cho thường thì mình hay thấy anh em hay lên trên một số cái diễn đàn ha, thấy anh em hay comment, hay xin mặt, hay hỏi mặt, rồi hay vẽ mặt ra hỏi là mặt này có chạy được hay không, hay này kia. Thì chúng ta, cái quan trọng của chúng ta, của một người chúng ta muốn thiết kế được mặt đó, mặt trang bị điện hay mặt gì cũng vậy, thì cái quan trọng của chúng ta là chúng ta phải hiểu được những cái nguyên tắc cơ bản ha. Những cái cơ bản thứ nhất là chúng ta phải hiểu được cái khí cụ điện ha. Chúng ta phải nắm khi nào chúng ta cần cái nào. Ví dụ giả sử chúng ta là muốn làm cái mặt gì đấy à, thì chúng tôi phải cần cái gì ha. Giả sử một cái mặt điều khiển nhiệt độ nó xoáy hay gì đấy thì tôi phải cần tới cái gì để điều khiển nhiệt độ, thì tôi phải cần cái gì ha, thì tôi phải cần bộ điều khiển nhiệt độ, rồi trong cái bộ điều khiển cái nguyên lý hoạt động của nó là nó chạy tới bao nhiêu độ, nó dừng dừng trong khoảng thời gian, duy trì cái nhiệt độ trong khoảng thời gian bao nhiêu này kia. Đấy, tôi phải cần thêm cái gì nữa, tham muốn liên quan đến thời gian thì tôi phải dùng cái gì ha, timer hay gì đấy, rồi tôi muốn duy trì cái mạch thì tôi phải dùng những cái gì, relay, rồi trong cái mạch đó có thiết bị nào chạy nguồn, những cái nguồn gì ha, ví dụ sensor hay gì đấy, nó có chạy nguồn 24V hay nguồn 220 hay gì không. Đấy, thì để chúng ta lựa chọn những cái thiết bị hoặc là chúng ta lựa chọn cái cách để chúng ta tạo ra cái mạch ha. Giả sử một cái mạch, một cái tủ nó điều khiển một con bính tầng hay gì đấy ha, thì trong cái yêu cầu của người ta cần cái gì ha. Giả sử một cái bính tầng này hơi tối, mình sẽ cần có những cái gì ha, theo cái yêu cầu của người ta. Thì này, giả sử một cái con nó chạy đảo chiều đúng không, thì chúng ta chạy trên này, nhưng mà khi chúng ta vào tủ thì trên tủ người ta sẽ yêu cầu cái gì thì chúng ta phải làm gì. Giả sử có một cái bính trợ để chỉnh tốc độ này ha, rồi những cái này là cái gì, cái nút nhấn chạy dừng, rồi sẽ có cái chạy thuận, chạy nghịch hay gì đấy trên một con bê tông. Thì chúng ta phải suy nghĩ, à chúng ta phải cần những cái mặt như vậy thì tôi phải cần gì. Thứ nhất là chúng ta muốn làm được cái tủ này, chúng ta phải hiểu à cái nguyên tắc chạy của như vậy thì mình phải cần cái gì đó, và đấu mạch như thế nào. Sau đó chúng ta mới lên được cái tủ, rồi chúng ta mới bố trí khởi khi các cái thiết bị trong này, rồi cần cái gì, thì có cần nguồn tố âm nó chạy thêm cái gì không đấy ha. Thì chúng ta phải hiểu được những cái thiết bị chúng ta cần để chúng ta đưa vào một cái mạch ha. Đấy là cái quan trọng nhất nếu mà chúng ta muốn bắt đầu với những cái do bắt đầu chúng ta làm mạch á, chúng ta làm từ từ những cái mạch đơn giản nhất. À, chúng ta phải hiểu thiết bị. Đến khi mình, giả sử chúng ta hiểu những cái thiết bị này đúng không, thì chúng ta thể tự do những cái tủ cơ bản này thì chúng ta làm rất là vô tư ha. Những cái tủ nhỏ nhỏ, tủ cơ bản này chúng ta hiểu được nó thì chúng ta sẽ làm nó rất là vô tư.
Đấy là những cái tủ khi mà chúng ta sẽ kết hợp với những cái thiết bị có sẵn như vậy ha, để tạo ra những cái mạch điện theo ý của chúng ta ha. Giả sử cái này chúng ta chỉ là điều khiển một cái một pha đúng không, nhưng mà đến khi điều khiển một cái ba pha ha, một cái ba pha, đưa một cái CPU ba pha vào thì cái này phải đấu làm sao để điều khiển được một cái motor ba pha ha. Rồi khi motor ba pha, cái này chỉ là công tắc tơ thôi ha, khi người ta đấu tới đuôi nhiệt thì chúng ta phải đấu cái mạch nó như thế nào để đưa được cái đuôi nhiệt vào và nó bảo vệ, và cái tủ này nó không thể nào mà chạy một chế độ được. Đấy, khi nào mà cái cục này hư tôi phải có một cái chế độ chạy riêng biệt ha. Chạy riêng biệt thì tôi phải tạo ra một cái chế độ chạy độc lập, tức là nó sẽ một cái tủ bây giờ nó có hai chế độ main và auto. Auto dự phòng cho những cái trường hợp con này hư thì chúng ta phải có cái chế độ chạy trực tiếp để bỏ qua con này mà để kích cho cái thiết bị này nó hoạt động, khởi hoạt động. Thì đây là một cái cách, đấy là cách thiết kế mạch nữa ha, và một cái mạch, một cái tủ điện à, để tôi thiết bị của tôi muốn chạy muốn dừng hay gì đấy thì tôi phải có cái gì, tôi phải quan sát được ha, tôi phải quan sát được nó đóng tủ như vậy làm sao mà tôi đứng từ xa tôi nhìn thấy được là nó có chạy hay không ha. Thì người ta sẽ dựa vào những cái tín hiệu, như tín hiệu thì người ta sẽ dùng cái gì, những cái đèn báo ha, đèn báo hiệu đấy, đèn báo nguồn, đèn báo chạy để tôi biết là bơm có chạy hay không ha. Đấy thì cách đấu những cái đèn báo này như thế nào, làm sao đưa đưa đèn báo này lên rồi lấy tín hiệu đâu để đóng cho đèn báo này kia ha. Thì đây là cái cách, cũng là một cái cách để chúng ta thiết kế mạch ha, tạo ra những cái mạch. Thì muốn vậy thì chúng ta hiểu những cái thiết bị, thì đây mình sẽ có, mình sẽ làm sẵn những cái bảng điện như vậy ha. Và chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ đấu nối, chúng ta sẽ cùng với mình ha, cùng với mình chúng ta sẽ tạo nên những cái kết hợp những cái thiết bị này lại ha, dựa trên những cái kiến thức trang bị điện. Ở đây không không phải dạy học, không phải gì hết ha. Chúng ta chỉ xem như là kiểu là chúng ta đang tập đánh cờ, và mình chỉ là người biết tên những cái quân cờ đấy rồi ha, và nước đi của những cái quân cờ này thì mình sẽ chia sẻ lại cho anh em ha, là con này tên là gì, rồi cái nước đi của nó ha, tức là cái nước đi là cái cách đấu nối của con này làm sao, chân cẳng hay là sao đấy. Rồi sau này thì anh em đã biết rồi ha, thì tự anh em sẽ dựa trên những cái kiến thức ấy, tự anh em sẽ tạo ra những cái mặt của anh em giống như đánh cờ ha, mỗi người có một cái nước đi riêng và cái cách đánh riêng. Thì cái này nó cũng vậy. Cái này nó cũng vậy. Thì chúng ta phải, cho nên là trong cái thiết kế mạch điện hay là lập trình những cái PLC này kia cũng vậy, mỗi người người ta có một cái cách thiết kế riêng của người ta ha, có một cái cách bố trí mạch, chứ không phải mạch nào nó cũng giống mạch nào ha. Mỗi người nó có một cái cách bố trí phân bố thiết bị và tạo này kia ha. Thì đấy là cái riêng của mỗi người ha. Nhưng mà cái chung của chúng ta là cái chung là nó đều dựa trên nền tảng những cái khí cụ điện như vậy ha. Thì chúng ta cần lắm, tôi cần lắm. Thì bộ này chỉ nói sơ qua thôi ha, nói sơ qua. Chúng ta sẽ dần dần lên, chúng ta sẽ từng bộ một. Tạm dừng đi, hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu từ những cái mặt cơ bản nhé.